Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của anh Lâm Ngọc Viễn. Anh Lâm Ngọc Viễn sinh năm 1979. Không may, anh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá nặng, anh đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với Chúa, để lại cho gia đình, cho tất cả mọi người những niềm đau xót vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Sau đây thì chương trình lễ tang của anh Lâm Ngọc Viễn diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Ngày hôm nay thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang đau lòng của anh Đa Minh Lâm Ngọc Viễn. Anh sinh năm 1979 tại Hải Hậu, Nam Định. Không may, trong một thời gian dài anh lâm bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, xong vì căn bệnh quá nặng, anh đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, được Chúa gọi về lúc 5 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022, tức là ngày mùng 6 tháng Chạp năm Nhâm Dần, hưởng dương 44 tuổi. Đây là một sự mất mát đau thương không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của anh Lâm Ngọc Viễn. Anh mất đi, để lại cho bố mẹ mất đi một người con hiếu thảo, luôn biết quan tâm chăm sóc cho bố mẹ. Vợ anh mất đi một người chồng thủy chung son sắc và luôn chăm lo cuộc sống cho gia đình. Các con anh đã mất đi một người cha yêu dấu mà lúc nào cũng che chở, cũng lo lắng cho các con. Anh em bạn bè mất đi một người bạn, một người anh, một người em hiền từ, luôn luôn hòa nhã với tất cả mọi người. Bao nhiêu năm nay khi anh sống trên trần gian này, biết bao nhiêu những niềm vui, nỗi buồn, mà giờ đây anh lỡ bỏ tất cả để về vui với nắng sớm mây chiều, không một lời từ biệt. Con người sinh ra trên trần thế, không phải ai cũng 70-80. Giờ này chỉ tiếc rằng anh ra đi còn quá trẻ, còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước mà những cái công việc dở dang anh chưa thực hiện được. Lúc này đây, những tiếng khóc của bố mẹ, những tiếng khóc của người vợ, của anh chị em trong gia quyến, bao nhiêu những lời đó đã xót xa vô tận mà không sao có thể kìm nén được lòng mình. Kính thưa quý vị, 70-80 thì đúng là cũng một cuộc đời. Giờ này đây, trong khi anh còn quá trẻ đã phải vội rời thế gian, để anh về nơi thiên đàng, anh an giấc nghỉ ngàn thu, anh được vui vầy, được hưởng nhan thánh Chúa. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là cõi tự nhiên của con người, không ai có thể tránh khỏi được, nhưng đúng là quá tiếc cho một chàng trai còn bao nhiêu dự định. Giờ này đây, tất cả mọi người, anh em nội thân bên cha cũng như ngoại thân bên mẹ, đã tề tựu hết về đây để cùng nhau làm lễ cầu nguyện, cùng nhau khâm niệm, để tiễn cho anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị, đúng là nhìn cảnh lá vàng vẫn ở trên cây, lá xanh nỡ rủ thì lòng đầy xót xa. Giờ này đây bố mẹ tuổi già, lệ rơi đau xót, thật là nhớ thương. Nuôi con thì vất vả dặm trường, bao nhiêu hy vọng giờ này còn đâu.
Kể từ khi anh lâm bệnh thì vợ con cũng đã đưa anh đi khắp từ bệnh viện gần cho đến bệnh viện xa, cũng chỉ mong sao rằng anh chóng được nạn khỏi tai qua, được trở về tiếp tục sum vầy và tiếp tục sống với vợ con và lo lắng cho gia đình như mọi ngày. Nhưng quá tiếc, giờ đây không biết làm sao được. Cảnh chia ly vĩnh biệt đau lòng này cũng chẳng riêng ai. Vậy nên cuộc đời này chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy quý trọng những gì chúng ta đang có. Đừng để đến khi chúng ta chút đi hơi thở cuối cùng lìa trần gian này thì chúng ta không phải hối hận về những việc mà chúng ta đã làm khi còn sống trên trần gian. Kính thưa các quý vị, nên chúng ta hãy yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em, yêu thương tất cả mọi người, để rồi chúng ta nhận lại được những thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Đó là hạnh phúc, đó là những gì mà chúng ta đang có. Hôm nay đây khi nhận biết tin thì tất cả các anh chị em xa gần, bạn bè thân hữu, tất cả mọi người cũng trở về đây để cùng nhau cầu nguyện, để mong cho anh được thanh thản ra đi về nơi yên giấc nghỉ ngàn thu cõi vĩnh hằng. Hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng nhau hợp ý cầu nguyện, và các quý vị hãy để lại những bình luận để cùng nhau chúng ta cầu nguyện và chia buồn cùng với gia đình, và cũng cầu mong cho anh được mãi mãi ra đi và được nhẹ gót về nơi thiên đàng an giấc nghỉ từ đây. Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc cho quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.